Làm người diện mạo hàng ngày để nâng cấp mũ thời trang trở nên cá tính và sành điệu hơn. Đồ em Hương đang mặc là sự kết hợp giữa váy hoa hai dây điệu đàn nữ tính và áo blazer lụa. Em váy hai dây màu be chủ đạo, vải von cắt xịn sò, phong váy xuề dài quá gối, cực kỳ thướt tha, bay bổng và tôn dáng người mặc. Phá cách khi mix cùng một em áo khoác blazer lụa twin cao cấp, bóng nhẹ dưới ánh đèn và mặc lên rất sang chảnh luôn nha. Hai item này khi mix cùng nhau tạo nên một bộ outfit vô cùng trendy thời thượng, vừa nữ tính nhẹ nhàng vừa thanh lịch khí chất. Set đồ được sử dụng những chất liệu cao cấp và thoải mái nhất cho chị em nhà Mega. Vải von cắt mềm mại, nhẹ, được may hai lớp cẩn thận, có khóa kéo bên xiên tiện lợi. Áo blazer chất lụa twin bóng mịn, mặc vô cùng thoải mái và chuẩn form dáng. Set đồ xinh yêu này chắc chắn không thể vắng mặt trong tủ đồ các nàng yêu thời trang đâu ạ. Nhấn theo dõi ngay fanpage Mega Fashion để cập nhật được những mẫu thiết kế thời trang mới nhất nha.